Hôm nay thì Cindy tới một cái chỗ để xem cái công việc làm của Cindy á. Sẵn thì Cindy gần một cái lách này thì nó cũng nổi tiếng lắm mà mọi người. Nhà bên này đẹp ghê không? Apartment bên quá đẹp luôn. Thì nó nằm ở trong cái khu vực San Jose á mọi người. Mà mọi người biết là San Jose á là những cái chỗ mà nó cảnh đẹp như vậy á, là nó cũng hơi bị hiếm nha. Nó đi ra ngoài khỏi cái khu trung tâm á, chứ còn nó ồn ào náo nhiệt lắm. Cindy thích cái hồ này, tại vì Cindy làm ở khu vực của thằng Lakatos một thời gian rất là dài, khách của Cindy ở đây cũng nhiều lắm. Nhưng mà nói mà để tới cái hồ này thì Cindy nghĩ là Cindy chưa có dịp để tới. Sẵn hôm nay thì Cindy đi công việc ở đường Lakatos cho nên Cindy vào đây Cindy đi bộ và cũng quay cái hồ này cho cả nhà mình xem. Thì mùa này á nước nó hơi bị cạn á cả nhà, bởi vì nó trải một thời gian rất là dài đã không mưa gió rồi, mà Cali thì thường thường hiếm nước lắm mọi người. Nhưng mà những cái tháng hè thì nó cũng có những cái cơn mưa thì mặt hồ nó sẽ đầy. Hiện tại thì mặt hồ nó không có đầy, thì xin đi vào trong hồ, xin đi bộ một vòng, xin đi quay cho cả nhà mình coi nha. Tại vì xin đi vô mò, xin đi đi xung quanh hồ, xin đi quay cho cả nhà mình coi. Mọi người thấy đẹp không? Y như những cái băng lạnh á. Thực chất thì xin đi đang ở San Jose nha cả nhà. Ở đây thì nếu không lầm á, lâu lắm rồi xin đi có đến đây với lại Hot Boy, hai mẹ con có đi đây nè. Nhưng mà ở lúc đó thì Cindy chưa có làm YouTube ở cả nhà, cho nên là Cindy không có quay. Bây giờ Cindy làm YouTube cho nên Cindy quay để cho cả nhà coi cái cảnh của Mỹ. Nó rất là đẹp, nó rất là thơ mộng mọi người. Và tất cả những cái thành phố, cái tiêu chí nhà ở là phải có công viên, phải có hồ nước. Ví dụ những cái apartment mới á, người ta xây á, nhưng mà người ta cũng bắt buộc là phải có những cái tiêu chuẩn như vậy người ta mới cho phép, còn không là người ta không cho phép mình xây dựng đâu nha cả nhà. Tự nhiên xin thì thấy cảnh này giống như mấy cái lá thu phong của mùa đông mùa thu, mặc dù đây bây giờ mới là start mùa hè thôi. Thường á thì công viên nó sẽ đông vào buổi sáng, giờ này thì cũng ít người đi vào, nắng rồi cả nhà. Anh ta để mấy cái bàn, mấy cái ghế cho mấy người cắm trại á, camping. Mới vừa đi qua một em chó bự quá, sợ quá. Fire Lane No Parking, cái cửa này là để cho lỡ mà có cháy á chạy, cho nên là họ không cho mình đậu ở đây. Khu vực này thì xin đi thấy apartment hơi bị nhiều.
Đẹp quá. Ở trong đó thấy có nhiều người lớn tuổi ngồi đúng nha. Mọi người thấy cái mình trước đẹp không? Phượng tím rồi cả nhà. Dãy phượng tím trước. Pay for parking. Mùa này mà đâu còn ai nữa đâu mà pay money. No more. Có người ta chạy về. Người ta chạy xe vào đây luôn. Xin đi không biết xin đi đậu ngoài mọi người ơi. Người Mỹ mọi người, người Mỹ họ chịu đi ra công viên lắm, họ chịu dẫn gia đình họ đi lắm. Mọi người thấy hồ đẹp ghê chưa, này cái lách cái tự nhiên á. Mấy em quả mới lớn, nhỏ 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 nè. Ở bên này mọi người thấy quả mà nó coi như là nó đi lang thang là chuyện rất là bình thường luôn, không ai ăn thịt không ai làm gì nó ăn trơn á mọi người. Vịt ở dưới hồ cũng quá trời đó, mọi người về thấy không, khí hậu bên này nó trong xanh lắm, nó yên lành lắm. Nó dễ làm cho lòng người nó dịu xuống lắm cả nhà. Hơi bị lớn nha. Giờ này nắng lắm mọi người cho nên là cò nó kìa cả nhà. Xa xa có cò nữa. Chiều có cái ghế trán mà đó để mà hai vợ chồng già hoặc là cặp tình nhân ra ngồi cũng có lý ha. Rất là nhiều học sinh sinh viên họ vào đây họ học bài đó, giống như lần trước có con bé bôi học bài. Ở đây là cái chỗ cho mấy đứa nít mà cha mẹ dẫn vô đó, cho nó giống như cái dạng thú nhún vậy đó, cái lò xo kìa mọi người đó, cho nít nó chơi. À, em dịch ngủ tỉnh bơ rồi trời. Có một người đẹp ngồi. Đẹp lắm mọi người. Không gian yên tĩnh lắm. Sóc rất là nhiều nha. Ở đây là sóc là bao la vô tư luôn á. Không ai làm phiền hết là cả nhà. Xin đi đi lại đây, xin đi quay cái bài thiên nga, nó đang bài dịch, nó đang nhẫn nhơ ở đây cho cả nhà mình xem. Cái nhà màu xanh này là nhà vệ sinh đó mọi người. Ở bên Mỹ cái tiêu chí nhà vệ sinh là rất là cao, ở đâu cũng phải có nhà vệ sinh hết, có người take care, có người chăm sóc, nước rồi giấy rồi đàng hoàng. Ngày thứ hai cho nên công viên nó hơi vắng. Thấy không, mấy em nhẫn nhờ mấy em đẻ xong rồi mấy em ấp xong rồi mấy em dẫn cái bầy nhỏ nhỏ ra nè, mấy này dữ lắm nha. Có những cái công viên mà một lần nó đi qua bên đường cả trăm con là phải nhường đường cho nó đi đó. So cute.
Không hề sợ người luôn, tại vì người đi bộ ở đây nhiều lắm, riết nó quen rồi. Cũng có người câu cá bên kia cả nhà ơi. Đó, có một anh chàng đang câu cá xa xa kìa. Ở đây cả có nhiều cái hồ nó bị nhiễm thủy ngân á, giống như là Hóc Bôi với lại Xuân Lị hay đi mấy cái hồ ở vùng Phú Minh á, nó gần mấy cái nhà máy thì nó nhiễm thủy ngân á, là chính phủ người ta sẽ để bảng cho mình biết là mình câu chơi thôi, cái cá nó về không có ăn được nha cả nhà. Dễ thương quá, nhẫn nhờ mấy con bình an quá ha, mấy em vịt nhỏ nhỏ cưng vậy kìa. Ở đây mà bắt mà ăn là phạt chết luôn nha cả nhà nha. For the birds, cái bảng xương gió bạc màu hết rồi. Gió lồng lộng luôn cả nhà. Anh kia rồi, có nhiều gia đình họ mang đồ ra cắm trại mùa hè. Có những nhà chòi á, rất nhiều cái nhà chòi, những cái chỗ mà cho mình nướng barbecue. Người Mỹ thì họ hay ăn vậy lắm. Đây, khu vực bút tích nè, cả nhà thấy không? Bút tích area. Có cây cầu bắc qua, đi vòng cầu á, đi vòng hết luôn. Dưới là dòng suối, nước trong xanh. Dễ thương ha, ở này yên lắm. Ở dưới có mấy cái tảng đá đẹp quá. À, sắp chạy ngừng rồi. Chạy khắp nơi. Một phần một cái lát đã đóng lại rồi cả nhà. Sau Covid thì rất là nhiều người đã đóng, người ta không cho cái public sử dụng quá nhiều. Stay on the trail. À, không có được lát qua cái điểm này. Ok cả nhà, thì bây giờ Cindy sẽ đi vòng lại cái khung trời mát chút xíu, tại vì đi ra cái khu kia mặc dù nó đẹp nhưng mà rất là nắng. Rất tiếc là Cindy đi vào bây giờ để hình trưa, cái nắng mà nắng trên đỉnh đầu á, cho nên là Cindy không có đi tới cái khúc đó. Cindy sẽ quay trở lại nha. Hay thơ mộng quá. Nếu mà ai có dịp ở San Jose thì hy vọng rằng mọi người sẽ có dịp nào đó đi tới cái Amandine Lake này nha, để mình hưởng cái không khí thiên nhiên giữa một cái vùng gọi là náo nhiệt
của thành phố San Jose. Mình cũng thấy được những cái cây lớn, những cái cây mà mình xin thì nghĩ là nó cũng có giá trị hàng trăm năm trở lên đó mọi người. Và hưởng được cái không khí yên lành ở đây ha. Xin thì stop cái clip này và gặp lại mọi người trong những cái clip đi sau nha.